Chúng ta biết rằng cuối tháng 12 năm 2019 thì bắt đầu xuất hiện những ca bệnh đầu tiên ở Vũ Hán, nhưng mà lúc đó thì Trung Quốc cũng chưa thông báo gì cả và thế giới cũng chưa biết đến cái căn bệnh này. Thế nhưng mà sau đó thì bắt đầu lan rộng đến tháng 2 thì lan rộng khắp ở Trung Quốc và bắt đầu lan ra các quốc gia ngoài lãnh thổ Trung Quốc, và WHO bắt đầu cảnh báo về cái tình trạng khẩn cấp về y tế toàn cầu. Và cuối cùng thì đến ngày 31 tháng 3 năm 2020 thì WHO đã chính thức công bố đây là đại dịch của toàn cầu, đúng không? Và xác định cái căn nguyên gây ra cái đại dịch này là con coronavirus, và đặt tên cho nó là SARS-CoV-2, tức là con virus coronavirus gây ra dịch SARS, nhưng mà đây là con đứng cái tiếp thứ hai chứ không phải là con đầu, đúng không? Thế thì cái coronavirus là cái gì? Thì chúng ta biết rằng là cái con virus corona đấy thì nó được phân làm bốn chi: chi alpha, chi beta, gamma và delta. Trước đây thì đã có những cái chủng nó gây bệnh cho người như là chủng NL63, 229E, thì nó gây ra những cái bệnh mà chúng ta gọi là cảm lạnh, nhưng mà dân gian của mình thì thường gọi là cảm cúm. Nhưng mà cái cúm ấy thì lại do con virus cúm gây nên. Còn con corona thì cảm lạnh, nghĩa là chúng ta đang từ trong máy lạnh nhà nhà điều hòa đi ra ngoài là bị nóng 34, 37, 38 độ, bị sốc nhiệt, thế là về viêm họng, hoặc là đang lạnh là đang nóng này uống một cốc nước đá, thế là về tối bị viêm họng. Thế thì những trường hợp này là do cái chủng NL63 hoặc là 229E nó gây lên, chúng ta chả cần dùng thuốc gì cả, thế thì chỉ vài ngày nó khỏi, đúng không? Thế còn cái chủng beta thì nó cũng cũng gây ra cái hội chứng cảm lạnh, nhưng mà cái chủng này thì nó bắt đầu từ những con chuột. Thế còn cái chủng alpha thì cơ bản ở rơi, nhưng mà sau này thì beta cũng nằm ở con rơi. Đấy, thì có hai cái chủng trước đây nó gây bệnh cho người là HKU1 rồi OC43, thì nó tương tự như cái chủng NL63 hoặc là 229E, và mọi người coi như cái cảm giác mắc cái này là coi như bình thường, đúng không ạ? Thế và sau đó thì người ta nghiên cứu thì thấy rằng những cái chủng của coronavirus này tập trung nó chủ yếu sống ở trong các động vật hoang dã, đặc biệt là ngoài rơi, và sau đó thì nó truyền sang cầy hương, sang chuột, sang tê tê, vân vân, rồi sau đó mới truyền sang cho người. Và khi truyền sang cho người thì bắt đầu người lại truyền mắc bệnh, lại truyền cho người khác và gây ra cái dịch ở người. Thế thì năm 2003 thì cái chủng beta này bắt đầu có sự đột biến. Thế còn các cái chủng gamma và delta thì nó không gây bệnh ở người, nhưng mà tương lai nếu như thay đổi thì có thể nó cũng trở thành một cái con virus mà gây ra đại dịch như bây giờ, đúng không? Nhưng riêng tôi nói về cái chủng beta này thì nó nguyên ủy là từ rơi xong truyền sang chuột, rồi sau đó thì truyền sang con cầy hương, đúng không? Thế và năm 2003 thì nó đã gây ra dịch SARS, mà cũng mở màn bắt đầu là từ Trung Quốc, từ Hồng Kông. Và Việt Nam của chúng ta năm đó thì cũng ghi nhận những trường hợp SARS đầu tiên, và do cái ông bệnh nhân Trần ở Hồng Kông về sống tại khách sạn Hà Nội, sau đó thì vào khách sạn được 3 ngày thì ông ấy sốt ho và được đưa xuống bệnh viện Việt Pháp, và xuống đây thì ông ho nhiều hơn và bắt đầu khó thở, thì chúng tôi được mời sang hội chẩn thì chụp phổi lên thấy trắng lốp cả hai cái phổi, không biết là căn nguyên gì cả, thì chúng tôi cũng để nghĩ là một căn nguyên cho virus, nhưng nó rất là lạ vì nó gây trắng lốp cả hai cái phổi, nó không còn chỗ nào là có trao đổi khí cả, cho nên là có mời chuyên gia của tổ chức y tế thế giới đến. Thì cái ông Carlos Ubrí ấy, và sau này ông cũng bị nhiễm bệnh từ các bệnh nhân ở bên Pháp và bị chết vì cái SARS, đúng không? Thế thì lúc đó sau đó thì rất nhiều các cái bệnh nhân lại chính là nhân viên y tế của bệnh viện Việt Pháp bị lây nhiễm, và một số những người nằm điều trị ở Việt Pháp sau đó bị nhiễm và mang về nhà thì lây cho những người rất gần trong thành viên trong gia đình, và lúc đó tập trung chủ yếu ở Thái Bình, ở Ninh Bình, ở Hà Nội. Đấy. Thế và khoảng 36 người thì tập trung là đưa hết vào Việt Pháp để chữa. Đấy, vì nó bắt đầu là nằm viện ở đấy, nhưng sau đó thì bắt đầu xuất hiện rất nhiều các trường hợp bị tử vong, hơn chục trường hợp tử vong, và trong đó có cả thì 8 người thầy thuốc là của cả ta đấy, của Pháp cũng bị chết. Cho nên Bộ Y tế ra lệnh đóng cửa bệnh viện Việt Pháp và chuyển toàn bộ cái bệnh nhân xác ở bệnh viện Việt Pháp sang bệnh nhiệt đới Trung ương, và tất cả những cái ca mới thì từ Ninh Bình, từ Thái Bình, Nam Định, vân vân thì đều đưa về bệnh viện nhiệt đới. Và cuối cùng thì nhiệt đới lúc đó thì rất là nghèo, nó buồn cho nên là chúng tôi chỉ có mở cái quạt và mở tung cửa ra thôi, nhưng mà kết quả là chỉ sau 3 tuần là chúng tôi khống chế được dịch bệnh và không chết một ai, và cũng không lây cho cán bộ y tế nào cả, và bệnh viện nhiệt đới Trung ương trở thành bệnh viện đầu tiên ở thế giới khống chế thành công dịch SARS, đúng không?
Thế thì sau đó thì mọi người có hỏi chúng tôi làm sao cái bí quyết gì mà khống chế nhanh thế. Tôi nói là muốn khống chế được thì trước hết phải nghèo đấy đã, đúng không? Chả có máy điều hòa, chả có gì cả, thì chúng đóng một chút thì tia cực tím nó vào nó diệt hết virus thì là khỏi, đúng không? Thế bây giờ chúng ta vẫn đang áp dụng cái này là mở toang các cái buồng bệnh ra để cho tia cực tím và ánh nắng mặt trời nó vào để nó tiêu diệt con virus, thì chúng ta sẽ đỡ khổ hơn. Chứ càng càng ngồi ở trong phòng lạnh và càng ở trong buồng bệnh có máy lạnh thì con virus nó cứ lởn vởn ở trong đó, và bệnh nhân càng ngày càng thải ra nhiều thì cái nguy cơ lây lan trong buồng bệnh là càng nhiều, đúng không? Cho nên bây giờ là ngành y tế cũng đề nghị là tất cả các cái buồng bệnh, các buồng làm việc là chúng ta phải thông thoáng, mở tung cửa ra, hạn chế sử dụng máy điều hòa, đúng không? Thế thì sau 10 năm thì cái bệnh này nó lại bùng phát ở Trung Cận Đông, cho nên gọi là MERS-CoV. Đấy, thì chữ MERS là từ Meridian, tức là từ Trung Cận Đông, và từ con dơi thì con virus này đột biến và lây sang cho con lạc đà, và con lạc đà thì nó lây sang cho người, và lạc đà thì nó sống rất gần người, và mọi người đi du lịch ở Trung Đông thì như vậy là thường cưỡi con lạc đà và thấy nó rất là ngoan hiền, thích nó, và xuống thì cứ vuốt ve cái mũi cái mồm của nó thì lại dính nước bọt của con lạc đà, và trong đó thì có MERS-CoV, và sau đó thì nóng thì đưa tay nên là xoa mặt mũi miệng, cho nên là mình lại bị lây nhiễm, và khi trở về đất nước thì bắt đầu xuất hiện bệnh. Và lúc đó thì cái nước bị nặng nề nhất với này MERS-CoV đó chính là Hàn Quốc, và chúng ta biết là Hàn Quốc mất 2 tháng rưỡi để khống chế cái MERS-CoV và mất khoảng 90 tỷ đô đấy để mà khống chế cái này, cho nên là tốn kém kinh khủng khiếp, đúng không? Thế thì sau đó thì người ta thấy rằng cũng sau đó là không còn cái ca bệnh mới nữa và chấm dứt kể cả MERS-CoV lẫn cả SARS lần đầu tiên thì chỉ có một đợt trong vài tháng là chúng ta khống chế được thôi. Thế nhưng mà sau đó thì người ta thấy rằng có thể là sau độ 10 năm thì cái chủng này nó có thể đột biến thành cái chủng khác. Thế nhưng mà chỉ sau 7 năm thì năm 2019 những ca bệnh đầu tiên đã xuất hiện ở Vũ Hán, đúng không? Và khi xuất hiện ở Vũ Hán như vậy thì chúng ta biết rằng Vũ Hán có cái nhà có cái phòng xét nghiệm an toàn sinh học cấp 4, tức là P4, và đây chuyên nghiên cứu về các mầm bệnh virus xuất phát điểm từ dơi, trong đó có coronavirus. Thế nhưng mà vì vậy cho nên sau này đấy người ta cho rằng là có nguy cơ có thể là rò rỉ cái con virus này từ cái phòng P4 đấy ra. Thế nhưng mà Trung Quốc thì tất nhiên là họ không thừa nhận rồi, và bây giờ thế giới cũng đang yêu cầu là phải cung cấp thông tin để mà điều tra cái nguồn gốc ban đầu của cái con virus này. Thế và ban đầu thì mọi người gọi tên con virus này là virus Vũ Hán, và bệnh do nó gây nên thì gọi là viêm phổi Vũ Hán. Nhưng mà sau đó Trung Quốc có đề nghị với lại tổ chức y tế thế giới nhiều lần là làm như thế là dễ gây hiểu lầm, cho nên là tổ chức y tế thế giới đã đổi tên con virus Vũ Hán, lúc ấy gọi là nCoV, tức là novel COVID, nghĩa là nó không phải là con new, nên là con mới tinh, mà là cái con này là đột biến từ cái con cũ mà ra, và giống tới 85% cái gen của con SARS cũ, cho nên là gọi là novel coronavirus, gọi là nCoV. Đấy, và sau đó thì WHO cũng đề nghị Trung Quốc đề nghị đổi tên, đổi tên thành SARS-CoV-2. Thế và cái bệnh mà viêm phổi Vũ Hán thì được đổi tên thành là COVID, nghĩa là Corona Virus Disease, phát hiện năm 2019, cho nên là viết tắt là COVID-19, tức là và xác định là cái con virus này nó lây sang người và lây qua đường hô hấp. Thế, tuy nhiên thì người ta thấy rằng càng ngày thì cái con virus này càng bộc lộ những cái điều rất đặc biệt, khác biệt hẳn với lại con SARS đầu tiên và con MERS-CoV năm 2012. Đó là gì? Sau khi Trung Quốc và một số nước đã khống chế được cái vòng một thì giống như những lần trước nghĩ rằng là nó sẽ biến mất, nhưng nó cứ vòng đi vòng lại. Bây giờ thế giới thì đã vòng qua vòng thứ ba rồi, và Việt Nam chúng ta là vòng thứ tư, tức là virus thứ tư rồi, và những vòng về sau thì càng nặng nề hơn, càng nhiều người mắc hơn và càng nguy hiểm hơn, số người chết nhiều hơn. Và chúng ta biết rằng thế giới như vậy, sau khi WHO công bố là đại dịch thì bây giờ 228 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới đã ghi nhận và đã hơn 200 triệu người mắc và hơn 4,9 triệu người đã tử vong rồi. Còn ở nước ta thì chúng ta biết rồi, bây giờ sang vòng thứ tư này cực kỳ nan giải, và chúng ta hiện nay về số nhiễm và số chết chỉ đứng sau Indonesia ở khu vực Đông Nam châu Á mà thôi. Đấy, trước đây thì còn có Philippines, còn Thái Lan, còn bây giờ chúng ta đã vượt lên đứng hàng thứ hai rồi. Khi mà cái vòng này nó bùng nổ thì nó lại lan tràn khắp tất cả 62 tỉnh thành, chỉ còn duy nhất cho đến nay là tỉnh Cao Bằng là chưa ghi nhận một trường hợp nào từ cái đợt dịch của SARS-CoV-2 này. Đấy là một tỉnh duy nhất thôi. À, cái này này thì cũng là một cái điều lạ mà chúng ta cũng cần phải học tập, tại sao Cao Bằng một cái tỉnh biên giới heo hút cũng tiềm lực không nhiều lắm nhưng mà vẫn giữ sạch nữa mà không có người nhiễm cho đến bây giờ. Còn tất cả 62 tỉnh thành, đặc biệt là 19 tỉnh thành phố phía Nam cộng với tâm dịch hiện nay là thành phố Hồ Chí Minh, à, đang là một cái nơi cực kỳ hòn nóng, và mỗi một ngày chúng ta ghi nhận khoảng 10.000 ca nhiễm mới và khoảng 250 trường hợp tử vong mỗi ngày hiện nay. Trên đây là một cái
thảm cảnh mà chúng ta đang phải đối mặt. Và rất may là các tỉnh từ Hà Tĩnh trở ra thì chúng ta cũng phát hiện được ở các tỉnh, nhưng mà số lượng các ca thì vẫn còn nằm trong vòng hai hoặc là một con số, nhưng mà nếu như không mất cảnh giác thì chúng ta cũng sẽ bị vỡ trận, đúng không ạ? Hãy subscribe.